Lần đầu tiên một đoàn nhập cảnh topic 6 của Alpha tại sân bay Busan Kim Hae. Em Trần Quang Tên và có topic 2 ạ. Topic 1 ạ. Topic 1. Topic 2 ạ. Topic 2 ạ. Tân topic 2. Những bạn khác nữa cộng lại topic 6. Như thế cho nó giật gân. Em nay em bay trường nào? Tổng sau tới Hắc Kiều. Em học ở Alpha được bao nhiêu tháng rồi? 4 tháng. Vậy thì tổng tất tật chi phí để em đi học trường này 165 ạ. Trong đấy bao gồm những cái gì? Invoice là 95 triệu, tiền xử lý hồ sơ của trung tâm Alpha là 70 triệu. Sao các bạn khác lại 75 mà em là đấy? Em có topic 2 ạ. 70 triệu này thì nó chỉ không bao gồm những loại phí như sau. Một là dầu tím, hai là khám sức khỏe, ba là lệ phí xin visa. Ba phí này tầm khoảng 2,5 triệu nhỉ. Bốn là cái phí chứng minh tài chính. Em mở sổ hay là em thuê sổ ạ? Thuê sổ 8 triệu. Cứu xá của trường Đông So các bạn sẽ phải đóng riêng là 440.000 won. 440.000 won sau khi có visa. Em có nhận xét như thế nào về trường hôm đấy? Em vào muộn chỉ có 35 phút thôi mà trường xin đã hủy visa của em. Phải cộng thêm 70 triệu mới được bay ngày hôm nay các bạn. Có một cái buổi học định hướng với trường thôi, nhưng mà vào muộn 35 phút đúng không? 35 phút. Hôm qua trường bảo là hủy visa, nhưng bây giờ thái độ không tốt. Sợ không? Sợ chưa? Anh hy vọng là em sớm lấy lại được cái sự tin tưởng của trường. Đông So chờ em nhé. Vâng, yeah. Em có nhận xét như thế nào về An Thần? Một câu thôi, nhiệt tình 10 điểm không gọi nhưng ạ. Vậy thì ngày hôm nay em có nhận xét gì về anh Bảo Bảo? Em có gì để nhận xét? Em toàn bị anh Bảo Bảo chửi mà mới đặt cho những Hàn Quốc anh Bảo Bảo trên. Những Hàn Quốc tổn thương, rất là tổn thương. Anh đưa tăng vào điện thoại, tao gọi bố tao ra. Em gửi gắm gì cho anh Bảo Bảo những lời yêu thương nào? Em chúc anh Bảo thì năm nay thì sớm có vợ. Thường các bạn sẽ vào 2 tháng là thi rồi đúng không? Vâng. 2 tháng là thứ 2. Vâng. Tin nổi không? Chắc là không tin nổi nhưng mà đó sự thật ạ. Em có nhận xét như thế nào về trung tâm Alpha? Trung tâm Alpha thì đào tạo tốt ạ, không học thì đuổi ạ. Các anh chị học phòng hồ sơ rất là tốt. Tư vấn trường thì các bạn được tư vấn một, các bạn được chọn rất nhiều trường nhưng mà phải có trách nhiệm với các trường mình đã chọn ạ. Có nghĩa là các bạn sẽ phải nghiêm túc với những cái trường mình đã chọn. Có một cái các bạn hơi tò mò là chi phí liệu có giống như trên mạng gạo nhỉ? Chi phí rõ ràng rành mạch không sai đâu ạ. Alpha mãi đỉnh ạ.